Truyền thông Nga đưa tin cho biết, NATO đang có kế hoạch trang bị tên lửa hành trình Scan Air trên Storm Shadow do Anh trên Pháp phát triển cho cường kích tiền tuyến Su-24M Ukraine. Hiện Kiev chưa bình luận về thông tin trên. Theo Avia, trang Avia vừa cho biết, NATO đang có kế hoạch trang bị tên lửa hành trình Scan Air trên Storm Shadow cho những chiếc cường kích Su-24M của Ukraine. Được biết, Scan Air trên Storm Shadow là loại tên lửa hành trình hiện đại cực mạnh do Liên minh Anh trên Pháp phát triển. Trang Avia cho biết, kế hoạch trang bị loại tên lửa này cho máy bay chiến đấu của Ukraine có thể được thực hiện ngay trong tháng 12 năm 2022 tới đây. Phía truyền thông Nga cảnh báo, việc Ukraine sở hữu dòng tên lửa này là tín hiệu đáng báo động do tầm bắn của chúng lên tới trên 500 km. Với tầm bắn này, nhiều khu vực của Nga sẽ nằm trong tầm tác chiến của tên lửa Scan Air trên Storm Shadow. Hiện không quân Ukraine đang có ít nhất 8 chiếc Su-24M có thể được cải tiến để lắp đặt tên lửa Scan Air trên Storm Shadow. Phía truyền thông Nga dự đoán rằng, những chiếc Su-24M của Ukraine sẽ được gửi tới Ba Lan để tiến hành nâng cấp để tích hợp loại tên lửa hành trình Scan Air trên Storm Shadow. Hiện cả NATO và Ukraine đều chưa bình luận về thông tin phía truyền thông Nga đưa ra. Scan Air trên Storm Shadow là sản phẩm do liên doanh Matter của Pháp và British Aerospace của Anh hợp tác phát triển vào năm 1994. Dòng tên lửa hành trình này chính thức đi vào biên chế không quân Pháp và Anh vào năm 2002. Tên lửa hành trình Scan Air trên Storm Shadow có chiều dài 5,1m, đường kính 0,48m, trọng lượng phóng 1.300 kg. Động cơ trang bị cho Scan Air là loại tuabin phản lực Turbomaker Micro Turbo T6030, cung cấp lực đẩy 5,4 kN. Tầm bắn tối đa của tên lửa hành trình này lên tới 560 km. Tên lửa hành trình Scan Air trên Storm Shadow có trần bay có lúc chỉ 30-40 mét, với trần bay này việc phát hiện và đánh chặn khá khó khăn. Dòng tên lửa này trình này có tốc độ Mach 0,8, chúng mang theo một đầu đạn nặng 450 kg. Vỏ tên lửa hành trình Scan Air trên Storm Shadow làm bằng vật liệu hấp thụ sóng radar đi kèm hình dáng khí động học đặc biệt, giúp hạn chế khả năng phát hiện và đánh chặn của đối phương. Scan Air trên Storm Shadow được dẫn đường bởi một hệ thống đo lường quán tính, cập nhật đường bay thông qua bản đồ địa hình kỹ thuật số và định vị vệ tinh GPS. Phương thức dẫn đường kiểu này cho độ chính xác cao và khả năng đối phó với các phương tiện tác chiến điện tử của đối phương tốt hơn rất nhiều. Trong giai đoạn cuối hành trình bay, đầu dò, quang điện tử hồng ngoại sẽ so sánh ảnh thực với ảnh mục tiêu được lập trình sẵn trong máy tính của tên lửa và lựa chọn điểm tác động để tiêu diệt đối tượng với độ chính xác cao. Điểm đặc biệt của Scan Air trên Storm Shadow so với tên lửa hành trình khác của Mỹ và Nga là khả năng phóng và quên. Điều đó có nghĩa là một khi khai hỏa, tên lửa sẽ không thể kiểm soát, thay đổi mục tiêu hay có khả năng tự hủy. Tên lửa được lập trình từ trước để biết tự né tránh hệ thống phòng không đối phương, tự lựa chọn đường bay tối ưu nhất thông qua dữ liệu nạp vào hệ thống. Khi áp sát mục tiêu, tên lửa bay cao hơn bình thường, tự lựa chọn góc tấn công phù hợp nhất để đâm xuyên qua mục tiêu và phát nổ từ bên trong, rất phù hợp để tấn công các mục tiêu kiên cố. Sức mạnh của Scan Air trên Storm Shadow đã được chứng minh khi Anh và Pháp sử dụng tên lửa này trong các đợt không kích chống khủng bố IS ở Iraq và Syria. Giá thành của Scan Air trên Storm Shadow khoảng 1,1 triệu USD khá rẻ khi so với tên lửa hành trình của Nga, như Kalib có giá 6,5 triệu USD hay tên lửa 101 có giá 13 triệu USD.